Đây là video hướng dẫn cho mọi người cách để tải cái app thay số cậy vận. Đầu tiên là mình vô app store, mình nhập vô cái chữ thay số cậy vận thì mình sẽ thấy cái app ở trên đầu tiên. Đây là cái app của bên Luật Trụ Mệnh Lý ha. Mọi người bấm vô cái nút gọi là có cái đào về ha. Đợi một chút xíu hệ thống bắt đầu đào về. Đào về xong mình sẽ bấm vô cái nút mở. Khi đó nó sẽ vào trong cái trang đăng nhập. Vào trong cái trang. Khi này mình cần xem số, mình phải vào cái phần đăng nhập ngay. Mình nhập cái số điện thoại của mình. Thì khi đó hệ thống sẽ gửi cho mình một cái mã OTP để xác nhận tài khoản. Rồi mã OTP được gửi thì mình sẽ nhập cái mã OTP vào. Sau khi mình nhập cái mã OTP vào á, là mình sẽ đăng nhập vô được cái tài khoản của mình. Đăng nhập vô tài khoản cái lần đầu tiên của mình coi là mình sẽ được coi miễn phí ha. Lúc này là mọi người nhập cái mã OTP bao gồm có 6 chữ số vào trong đây ha. Sau khi mình nhập đúng 6 chữ số, mình bấm vào thì nó sẽ vào trong cái trang, mình chọn cái phần thay số cậy vận. Khi này mình nhập cái số điện thoại của mình vô ha. Ở trên đầu tiên là mình phải nhập cái tên, phần này có thể bỏ trống. Sau đó là mình nhập cái số điện thoại mà mình muốn xem nha, muốn xem. Sau đó mình điền năm sinh, ngày, tháng, giờ, địa chỉ, nơi ở, nơi sinh. Quan trọng của phần này là mọi người phải có chọn giới tính ha. Trong đây mình chọn cái năm sinh của mình là năm nào ha. Mình chọn đúng cái năm sinh của mình. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái tháng. Cái tháng ha. Sau cái tháng là mình chọn cái ngày, cái giờ. Chọn cái tỉnh mà mình đang ở và cái nơi sinh. Khi này nó sẽ ra cái đồ thị. Mọi người sẽ thấy cái nút màu vàng nha. Mình muốn xem cái đồ thị này theo chiều ngang á, thì mình bấm cái nút màu vàng. Và mình có thể chụp, mình lưu lại để mình có thể mở ra mình coi cho rõ hơn ha. Khi mình bấm cái nút màu vàng thì nó sẽ xoay ngang qua cho mình. Xoay ngang qua ha. Cái này mình quay ngang lại mình coi. Mình thấy cái ô màu vàng vàng, cái đó là ô là tiền tài của mình. Tiền tài của mình. Lần đầu tiên mọi người luôn được coi miễn phí. Trường hợp mọi người muốn đăng ký lần tiếp theo, mình coi mỗi lần tiếp theo là mình sẽ tốn 20.000. Còn trường hợp có cái ô số cải vận, mình nhập một cái số khác mà mình đang muốn mua, mình nhập vô đây ha. Khi này nó sẽ xem giữa cái số mình muốn mua là màu xanh và cái số cũ màu đỏ.